bốc xong phát môi. Hôm nay là 20 tháng 5 này. Hôm qua là 19 tháng 5 sinh nhật bác. Ngày 20 tháng 5 bốc đúng 100 g thuốc giải độc gan. Mạnh giờ này bia rượu nhiều uống ít thuốc giải độc gan nhé. Độc gan nó đỡ men gan cao. Uống phải uống bia hết mùa nóng đã uống. À uống bia hết mùa nóng rồi giải một thể. Rồi đấy thì à. Em không thích uống bia đâu. Thật. Uống bia chóng no lắm. Uống bia như kiểu uống nhiều tí là nó nóng hơn uống rượu. Để mà mua thuốc về uống không ngại, nhưng mà cái công mà sắp xếp uống hàng ngày nhớ là ngại. Rồi lúc nào nằm viện bệnh tật nó báo Văn Điển nó gọi thì lúc ấy thì không ngại, ông cứ ngại. Lúc nào Văn Điển nó gọi ông thì ông không ngại. Rồi em bốc xong 10 thang xong là anh ship đi luôn cho em nhé. Xong rồi em bốc rồi em gói các thang sau. À, Mạnh đã từng học đông y rồi vào gói thuốc em. Gói cho nhanh. Em không biết gói. Nhưng mà hôm nọ quảng cáo đúng rồi, em đã từng học đông y ra rồi. Em học thì em không phải gói thuốc. Học đông y mà không gói thuốc thì học đông y thì học gì? Thầy bảo chỉ đi ăn với châm cứu thôi. Còn thuốc này có mấy thằng đại học nó ấy rồi. Văn phải đốt gõ thì rác. Người thầy thuốc mà bốc được thuốc này là đỉnh cao của đông y rồi. Nhưng mà bọn em có được học bốc thuốc đâu. Đúng rồi, anh Đạo tin không? Người đã được bốc thuốc này là thầy đỉnh cao của đông y rồi. Đều những ông râu dài tóc bạc mới được bốc thôi. Còn người trẻ mà được bốc như này là coi như thành danh rồi. Bọn em chỉ kỹ thuật viên lúc đầu sau bốc với châm cứu thôi. Đấy, chỉ gọi là làm cái việc ý thôi. Còn được bốc thuốc này mà người bệnh nhân người ta tìm đến mình và chữa được bệnh và được đặt niềm tin bốc thuốc này là đã là thành danh rồi. Có nghĩa là có chỗ đứng rồi. Hơi chật chỗ anh Đạo thấy không? Bốc mấy vụ thang thuốc chỗ nó chật. Xong rồi 2 thang này đi thì bắt đầu nó rộng anh Đạo ạ. Nó có chỗ mà. Xong 2 thang đầu đi cái chỗ mình nó rộng ra. Riêng em cắt thuốc giải độc gan thì tuyệt vời luôn. Em được thừa hưởng cái bài thuốc của ấy mà dân tộc Sắn Dìu người ta dạy mà. Đây là giải độc gan tuyệt vời luôn. Mấy ông công an hay uống bia uống rượu nhiều. Chính theo mấy cái bài của dân tộc nào rồi. Thì dân tộc uống rượu nhiều, còn uống bát. Còn dân tộc uống rượu nhiều. Còn uống thùng rượu như uống nước, thấm tí nước. Thế là do gọi là tập rượu mà. Nhưng mà những cái thuốc mà để mắc gan mà ngâm với rượu thì là có tác dụng không? Ai ngâm rượu? Đi giải rượu mà ngâm với rượu. Chỉ có, uống chỉ có để cho là rượu nó đỡ độc hơn thôi đúng không nhỉ? Sắc thôi, không uống gì. Chứ bọn em học cái này bọn em lười lắm. Lười thì bao giờ lên lười được. Thế nên là không học. Học thuốc này thi lại đi lại suốt ý. Chỗ đầu vài triệu mà thấy nó vẫn dạy học sinh đông thế. Đấy. Đầu vài triệu. Đầu đấy là hội đông y. Hội đông y đấy. Phải là trường đó. Nó vẫn dạy học sinh thôi. Đông y ở đây chỉ có đó là ở gần đây là chỉ có học viện đi học cổ truyền. Đi học cổ truyền thi điểm cao lắm, ông tưởng là dễ vào đấy à? Tuệ Tĩnh. Tuệ Tĩnh giờ lên học viện rồi. Học viện học cổ truyền Việt Nam đấy. Không dễ vào đâu. Em chứ học đấy ra đi. Đấy là ngày xưa em học là trung cấp, còn bây giờ lên học viện rồi. Em học đại học luôn ơ. Em học viện luôn. Mà học viện à? Nhìn cái mặt mày mà học học viện đấy rồi học cũng là à? Mày học năm nào tao sao tao không thấy mày? Trường đâu thế? Nhìn cái mặt này là không bao giờ có cái mặt học viện đâu anh Đạo. Cái người ta học qua học viện nó khác. Thế nên mình không theo được cái nghề này. Ông chỉ học ở ra bến xe ra bát nước ngầm ra thì tôi nhìn nó giống hơn. Trước mấy ông thầy dạy giỏi cho không thời lúc em học này em cũng giỏi chứ, mỗi tội bỏ lâu quá em không học, không theo. Lúc học ai là hiệu trưởng? Ông gì ông Bình, giáo sư tiến sĩ. À, Trương mày cũng biết thầy Trương Kiệt Bình. Yeah. Em hỏi em học đấy thật anh. Em học ở đấy còn chưa xây gì, ngày xưa còn cái vườn thuốc đấy đấy. Cái bệnh viện ngày xưa thì vệ tính này gì đó thôi. Mới xây. Đấy mới xây. Nó còn chỉ mới bắt đầu. Sau này thầy Cảnh về mới xây. Mới bắt đầu được cái trường to. Khuôn viên khuôn viết làm gì có đâu mà. Em học học viện ra bảo vào bó sang thuốc không biết bó. Anh bảo nhiều thuốc nó còn mát tay nữa thì đôi khi gói nó phải mát tay đi chứ. Cái chục thang này uống 8 thang có tác dụng mà thì còn 2 thang này cũng đợi đấy, không tác dụng thì chết. Hồi trước em có đi thực tập ở chỗ Hưng Yên này. Nói chung là tất cả những con người thì đều có một cái lý do cho mình hết. Bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên. Anh Đạo hiểu không? Những tay lười, ví dụ chạy xe ngay giờ này, điện nóng rồi hôm nay nắng lắm, mai này hôm nay mưa, thế thì không bao giờ lên người được. Thế bây giờ anh đi ship hàng đều, thì ngày về mát tôi gọi anh, thế ngày nắng gọi anh bảo nắng không đi, thế thì ngày nắng giao cho ai? Đúng không? Thằng khác vào. Thế thằng khác vào, thế thằng khác những ngày nắng đi, còn ngày mát thì anh đi, thì đến lúc ngày mát nữa chắc lại gọi anh. Không như bây giờ anh bảo là xem anh cái mạng, cái máy hay gì này em xem cho. Thế đấy, ví dụ như là anh chở quốc gần thì bây giờ đến quốc xa thì nó có quốc xa chứ anh cứ chọn quốc xa anh đi, thì quốc gần thì quốc gần ít tiền thì quốc gần ai chở, ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì việc khó là dành ai. Ở cái thang thuốc bắc ấy, cắt về ngâm rượu ấy, cho những chú cho bác cái gì uống nó có tốt được cái gì? Tốt chứ. Thì đấy là tốt cho những cái gì? Muốn cắt về bộ phận gì tăng lên thì cắt tăng, là bổ thận thì về phận bổ máu thì tăng cái bổ huyết lên. Bây giờ chú muốn cắt về bệnh gì gì? Nhưng mà có bổ gan không? Giải độc gan. Nhưng mà sao ngâm với rượu không mà? Rượu thì nó là một phần này, cũng một phần thuộc luôn bài thuốc đấy. Ngâm với rượu uống hàm lượng ít thì đâu có sao. Các cụ hồi xưa, các cụ uống đến năm 90 tuổi, 100 tuổi có sao đâu. Mấy các cụ uống rượu thật. Bây giờ mày toàn uống rượu vừa đi vừa nấu thì làm gì nó chả sơ gan. Phải không anh Đạo? Hà Tĩnh nhà các anh các ông gặp nhau làm gì có nước chè. Vào đất Hà Tĩnh đến nhà toàn chai 6 năm trắng rượu. Quốc lủi nước ra chuối bỏ ra rét rót thay nước chè. Hà Tĩnh là toàn uống rượu sách hết. Hà Tĩnh là không bao giờ có nước chè để mời mà là cứ đến nhà cái là cho vợ xuống rang lạc là rang cả vỏ ấy. Cho lên là cứ chai 6 năm nút ra chuối mở ra ông rồi. Rượu uống xong rồi nó còn dính cái màng nhện ở cổ ấy. Nhờ, rượu đấy là rượu ngon. Rượu Hà Tĩnh rượu ngon mà lại chuyên bán 1.000 một chén nhỉ? Đặt em vào cứ 1.000 một chén không có nước. Bây giờ đang đắt hơn rồi đúng không? Ngày em vào đấy là cứ 1.000 một chén. Rượu Hà Tĩnh ngon lắm. Em đây uống toàn lấy rượu trong quê ra, không uống rượu này. Và chị gái và chị nấu toàn lấy rượu ở quê ra. Rượu nó thật rượu. Rượu mà này uống rượu lắm. Rượu vừa đi vừa nấu à? Rượu này uống xong rồi thành bệnh. Mạnh ơi. À anh ơi. Dạ. Em nhấc cho anh Năm cái này lên trên này cái. Lên này. Nhấc lên trên này. Chút chéo. Đấy, cái này mình... 5 cái vào cho dưới này. Hà Nội đất cũng chặt thì bắt buộc mình phải theo kiểu chặt phải không? Ô thế mà em còn rộng một chỗ bà béo nhiều anh nào mà bà béo vừa đóng bà béo cũng chặt mới nào mà bà chặt lạ. Nhà 197 nó bán cũng đắt hàng ra hết nhỉ. Ừ. Nhà ấy bán đắt hàng lắm. Nhà bán đắt hàng. Đắt hàng. Đây cũng có mấy xe ôm liền đấy. Ngày xưa ông chở cho bà đấy chán rồi. À. Nhưng bà chở nhiều lắm. Bà có thoáng không? Thì cũng được, bà ấy chở đấy bà. Giá thì cũng phải lấy phải chăng thôi chứ còn lấy đắt quá đấy bà. Ừ. Tất nhiên rồi, anh đi làm thành mối đấy thì anh phải chăng đấy chứ anh đắt quá thì ai mà chịu được. Nó không chịu đâu. Đúng không? Nó là phải chăng thôi, cái gì cũng thế. Vì là nó là thành mối thì anh ngày nào anh cũng chở mấy chuyến anh và lấy nhiều thì ai mà chơi được. Này là theo giá chung rồi. Ví dụ như đơn xa đơn gần thì cứ lấy chung một đơn dễ cho nó dễ. Không vì thật ra là chẳng qua quen thì thôi, có những thuốc ngon để anh đi. Thật sự anh mà em mà book Go Việt mà book qua thẻ là rẻ hơn các anh đấy. Qua thẻ ấy, qua thẻ thanh toán qua thẻ nó rẻ hơn các anh đấy. Không phải, vâng, qua thẻ nó rẻ hơn mà. Nhưng bảo thôi anh em nó tiện thôi, khi chẳng anh đi anh cầm tiền cầm trước về cho em thì nó đỡ hơn thôi. Còn em book Go Việt là rẻ hơn anh đấy. Nếu book be với bộ Go Việt là rẻ. Bọn be bằng Go Việt mà lại thanh toán thẻ nó lại càng rẻ. Rồi bọn ấy đi mà tiền nóng nhiều tốt nhất là không dám đâu anh, vì nó có hệ thống số điện thoại các thứ rồi nó cũng mất nhiều đấy. Mất là sao được? Mất thì bọn ấy vỡ alo ngay. Đây giải được van với anh ship đi cho em. Đây bốc xong trước anh ship cho một người để trước. Sau rồi cái này em giải quyết sau. Anh cho lốt bên kia thang lên lên. Đây. Đây. Rồi xin chào mọi người nhá, để đưa địa chỉ cho bác xe ôm này bác ấy ship đi.